Các bạn, chúng ta đang có mặt trên phà Tân Long, cửa ngõ vào huyện Tân Phú Đông, mới được thành lập của tỉnh Tiền Giang. Đây là một cù lao nằm trên sông Tiền, nằm giữa cửa Tiểu và cửa Đại. Và phà Tân Long này chuyên chở khách đi qua sông Tiền, và cái đoạn sông Tiền này nó sẽ chảy qua cửa Tiểu. Rất nhiều áo phao. Trước đây các xã ở trên cù lao, 5 xã thuộc cù lao nằm trên sông Tiền, nằm kẹp giữa cửa Tiểu và cửa Đại của tỉnh Tiền Giang, là các xã Phú Thạnh, Tân Phú, Phú Đông, Phú Tân và Tân Thới, là 5 xã thuộc huyện Gò Công Đông và Gò Công Tây. Nhưng mà sau này thì tỉnh Tiền Giang đã tách ra và thành lập huyện Tân Phú Đông. Và đây tôi đang ở trên phà Tân Long, cái cửa ngõ để đi vào huyện Tân Phú Đông. Con đường 877 đường tỉnh, tỉnh lộ, hay là còn gọi là đường tỉnh, hay là gọi tắt là DT877, thì còn nhỏ hẹp. Nó mới dành được cho 2 làn xe cơ giới và xe hỗn hợp, xe thô sơ mà thôi, và đang được sửa chữa nâng cấp. Đây là bến phà Tân Long, cửa ngõ vào huyện Tân Phú Đông. Và nếu tôi không nhầm thì ở trên bên Bến Tre cũng có một bến phà tên là Tân Long, từ Bến Tre đi sang Trà Vinh. Sau khi huyện Tân Phú Đông được thành lập thì đây là huyện có diện tích nhỏ nhất và dân số cũng chắc chắn cũng là ít nhất của tỉnh Tiền Giang. Và đây là bến phà bên phía Tân Phú Đông. Còn bến phà Tân Long này thì là bên Gò Công Tây. Đây là khúc sông Tiền. Và cái cù lao, bây giờ là huyện cù lao Tân Phú Đông này, thì nằm giữa cửa Tiểu và cửa Đại. Còn cái khúc sông Tiền này thì nó sẽ chảy ra cửa Đại. Chảy ra cửa Tiểu. Phà thì cũng nhanh thôi, đi chắc là khoảng tầm 3 đến 5 phút, nhưng mà đợi thì hơi lâu. Chắc chắn là tỉnh Tiền Giang sẽ phải điều một số cán bộ của các huyện, thị, thành phố khác về đây làm các cấp quản lý cấp huyện. Nhưng mà chắc chắn cũng có nhiều quản lý cấp xã được lên làm quan chức cấp huyện. Xin chúc mừng các quan chức cấp xã, cấp ấp của khu vực 5 xã Tân Phú, Phú Tân, Phú Đông. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với huyện Tân Phú Đông, là một huyện mới được thành lập của tỉnh Tiền Giang, nằm trên 5 xã đảo Phú Tân, Phú Đông. Huyện Tân Phú Đông xin kính chào quý khách. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với huyện Tân Phú Đông, là một huyện mới được thành lập của tỉnh Tiền Giang. Đây là huyện có diện tích nhỏ nhất cũng như là có dân số ít nhất của tỉnh Tiền Giang hiện nay. Huyện Tân Phú Đông được thành lập trên cơ sở các xã đảo, các xã cù lao nằm trên sông Tiền, kẹp giữa cửa Đại và cửa Tiểu. Đó là các xã Phú Đông, Phú Tân, Tân Phú, Phú Thạnh và Thạnh Hòa. Và trước đây thì các xã đảo này thuộc huyện Gò Công Đông và Gò Công Tây. Nhưng mà tôi không hiểu sao thì gần đây thì được tách ra lập một huyện mới, gọi là huyện Tân Phú Đông.
Điều này thì cũng giống như là một cái huyện đảo cũng mới được thành lập của tỉnh Sóc Trăng, đó là huyện Cù Lao Dung. Theo tôi được biết thì Cù Lao Dung trước đây cũng là các xã thôi, hình như là có khoảng 3-4 xã gì đấy thuộc huyện Kế Sách hay là huyện Mỹ Xuyên gì đó. Nhưng mà sau đó thì cũng được tách ra thành lập một huyện riêng lấy tên là huyện Cù Lao Dung, lấy tên luôn chung của cái cụ gia Cù Lao Dung của các xã đó. Nhưng mà ở đây thì tôi không biết là các xã, 5 xã gồm Phú Tân, Tân Phú, Phú Đông, Thạnh Phú và cái xã đó tự nhiên tôi quên mất tên rồi, thì không biết là nằm trên cái Cù Lao này thì có tên chung là gì không. Và bây giờ thì nó được gọi là huyện Tân Phú Đông. Tôi cũng tình cờ được biết điều này khi mà tôi Google tìm bài hát, trong đó có câu là về nông trường Phú Đông sóng rì rào ca hát tình yêu em dạt dào đi qua cầu cả thu. Một bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Tôn Thất Lập được viết vào những năm 1980-1990 qua giọng hát của ca sĩ Bảo Yến. Chắc chắn thì tỉnh Tiền Giang sẽ điều các cấp quản lý của thành phố Mỹ Tho, rồi ở thành phố Mỹ Tho, ở thị xã Gò Công và các huyện khác để về đây quản lý bước đầu, làm các quan chức cấp huyện. Nhưng mà tôi cũng chắc rằng tại vì cái trình độ của các quan chức cấp xã của 5 xã đảo này thì chắc là chưa thể tương ứng với cái quản lý quy mô cấp huyện được. Nhưng mà chắc chắn là sẽ có rất nhiều quan chức cấp xã ở Phú Tân, Tân Phú, Phú Đông, Thạnh Phú và cái gì đấy? Thạnh Hòa hay cái gì đúng rồi, như là Thạnh Hòa được lên đời làm quan chức cấp huyện, xin chúc mừng. Và bây giờ thì tôi đi lân quanh được một chút. Đây là gồm cái xã Phú Thạnh. Phú Thạnh chắc chắn là trung tâm của huyện Tân Phú Đông rồi. Phú Thạnh này, Tân Tân Phú, Phú Đông và Thạnh Hòa. Chắc chắn đây là huyện có diện tích nhỏ nhất và dân số ít nhất của tỉnh Tiền Giang hiện nay. Tôi cũng chưa rõ là diện tích khoảng bao nhiêu, nhưng mà tôi ước đoán nó cũng quá 100 km². Nằm trọn trên một cù lao trên sông Tiền và nằm kẹp giữa cửa Tiểu và cửa Đại. Và huyện Phạm Tân Long từ huyện Gò Công Tây mà chúng ta vừa đi qua thì nằm trên sông Tiền và chảy qua cửa Tiểu. Còn lát nữa thì tôi sẽ đi một bên Hà để đi sang chân cửa Đức, và để đi sang cửa Đức của mình, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, thì sẽ đi qua khúc sông Tiền chảy ra cửa Đại. Tôi quay lại thôi. Trung tâm của huyện Tân Phú Đông cũng chưa có gì cả. Cái biển chỉ đường ta bến phà Tân Long thôi, không thấy biển chỉ đường ta bến đỏ hay bến phà để đi sang bên Bình Đại, Bến Tre. Anh ơi, cho hỏi cái chỗ trung tâm của huyện Tân Phú Đông là đây ấy, hay là dưới Phú Đông ạ? Huyện ở đây này. Huyện ở đây. Thế bây giờ muốn đi sang huyện dưới kia này, huyện mới dưới kia. Bây giờ muốn đi sang bên Bình Đại thì có đi phà hay đò dưới này được không? Chạy qua dưới này, cái xe tốt dưới này. Chị ơi, bây giờ có hỏi em muốn đi sang bên Bình Đại thì có cái đi đò hay đi phà ở đây được không nhỉ? Hả? Em muốn đi sang bên Bình Đại, Bến Tre Đại, hả? Thì đi đò. Tốt. À, đi đi phà hay đò đấy hả? Đi xuống bỏ ở đây dưới là còn 3 cây
ba cây cầu nữa. Dạ dạ. Dạ, cảm ơn chị nha. Dạ. Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ đi sang Bình Đại, Bến Tre. Và ngay bên từ huyện Tân Phú Đông đi sang bên đó, qua phà đó thì chắc là chúng ta sẽ đến bãi biển Thừa Đức. Tôi thì cũng mới chỉ biết thông tin về bãi biển Thừa Đức ở trên mạng thôi, chưa đi bao giờ. Nhưng mà tôi đoán thì chắc cũng không phải là một bãi biển đẹp, nổi tiếng, cát trắng. Bởi vì nếu mà ở miền Tây thì thường là biển bãi bùn, cát đen, ít có biển cát trắng, trừ là ít có bãi cát trắng trừ là ở khu vực Hà Tiên, tại vì khu vực đó là có những cái dãy núi đá vôi ăn ra biển. Thì dễ hiểu thôi, vì các bãi biển ở khu vực miền Tây đồng bằng sông Cửu Long là bãi bồi thì chủ yếu là bùn đất. Tôi đã đi tôi tìm thông tin trên mạng thì được biết là có bãi biển Tân Thành ở huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. Tôi đã đi rồi, cũng không thể tắm được. Ở đó thì nhiều người mặc nguyên cả bộ đồ để xuống tắm biển chứ không phải là mặc áo tắm. Và hiện nay thì thông tin trên mạng cho biết là biển Tân Thành đang bị lở. Rồi biển Ba Động, bãi cũng không đẹp. Tôi cũng có ghé qua rồi, bãi mỏ. Tôi tìm trên mạng là tôi tưởng là bãi mỏ thì ít ra là cũng có bãi biển để tắm, nhưng mà đến nơi thì hóa ra nó là bãi súng vẹt. Và người ta đang làm một cái cầu để cho mọi người ra đấy ngắm biển thôi. Giống như là những cái cầu cảng đang ngắm biển như ở nhà mát ấy. Thì cũng đang là xả chắc. Thơm quá, đúng rồi. Đây, chúng ta đang đi qua khu vực trồng xả. Rất thơm. Rất thơm, rất thơm. Đi ra đến bến phà để đi Bình Đại. Tôi cũng chưa kịp xem thông tin chính xác là huyện Tân Phú Đông được thành lập từ năm nào. Tuy nhiên thì nhìn cái kết cấu hạ tầng ở đây, đặc biệt là các tuyến đường thì cũng còn nhỏ bé. Như con đường này thì dành cho hai làn xe hỗn hợp thì còn khá là khó khăn. Cũng như là cái con đường cửa ngõ từ thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây để đi vào huyện Tân Phú Đông thì mới được đang được sửa chữa nâng cấp. Thì có lẽ là cái thời điểm thành lập huyện Tân Phú Đông cách đây cũng chưa lâu, chắc là khoảng năm 2014-15-16 thì đó là thôi. Tôi cũng chưa kịp hỏi là đặc sản của Tân Phú Đông là gì. Có lẽ là cũng là hải sản, bởi vì là hải thủy sản như các vùng khác chẳng, bởi vì là nằm trên sông Tiền giữa cửa Tiểu và cửa Đại. Và thêm một điều nữa là tôi vừa mới phát hiện ra là ở đây có trồng xả. Ở đây trồng xả, chắc là xả cũng là một đặc sản ở đây rất nhiều. Rõ vì lý do gì mà Quốc hội và tỉnh Tiền Giang đã quyết định thành lập huyện Tân Phú Đông dựa trên cơ sở nào, trên cái lợi thế về kinh tế, về vị trí địa lý, về địa chính trị hay là về điều gì khác. Chắc điều này phải gặp những người Tân Phú Đông hỏi chuyện mới biết được, hay là những người có lẽ họ không biết được, chắc là phải gặp những vị quan chức của tỉnh Tiền Giang hỏi mới biết được. Ồ, rất nhiều xả. Vậy là đây là vùng chuyên canh xả rồi. Đây. Ồ, đây cũng là cái khu vực xe đang ăn xả. Đây là khu gì đây? Chắc là khu trung tâm chính trị mới chăng? Khu trung tâm hành chính mới chăng? Xem nào.
đường vào trung tâm hành chính huyện Tân Phú Đông. À, xem nào. Hồi đã mất công đi thì đi, mặc dù bây giờ cũng đang muộn giờ rồi. Muộn quá chốc không còn phà, còn đò đi sang bên Thừa Đức và Tiền Giang nữa. Xong lại phải quay lại bến phà Tân Long và đi lên Mỹ Tho. Rồi mới đi sang được cầu Rạch Miễu của Bến Tre thì cũng phải chết. Toàn là cánh đồng chuyên canh xả. Vâng, rất nhiều xả. À, như vậy là hiện nay tỉnh Tiền Giang có một số những cái đơn vị hành chính như sau: thành phố trung tâm, thành phố tỉnh lỵ là thành phố Mỹ Tho. Ngoài ra thì họ có thị xã lâu đời là thị xã Gò Công. Thị xã Gò Công trước đây vốn là tỉnh lỵ của tỉnh Gò Công, sau tỉnh Gò Công nhập với tỉnh Mỹ Tho trở thành tỉnh Tiền Giang sau năm 1975. Và gần đây thì Tiền Giang mới tách thị trấn Cai Lậy và các xã lân cận ra để thành lập thị xã Cai Lậy. Và bên cạnh đó thì họ vẫn tồn tại thị trấn Cai Lậy. Và thị xã Cai Lậy năm 2017 này rất nổi tiếng, trở nên nổi tiếng bởi vì liên quan đến BOT Cai Lậy. Khi mà các công ty giao thông được xem là sân sau của một số quan chức Bộ Giao thông Vận tải đã xây tuyến đường tránh quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Cai Lậy, nhưng mà lại đặt cái trạm thu phí thay vì đặt ở trên tuyến đường tránh đó thì lại đặt ở trên quốc lộ 1A. Và họ chỉ có giải thảm, giải nhựa một chút quốc lộ 1A thôi, nhưng mà họ đặt trạm thu phí ở đó và thu phí. Điều này khiến cho rất nhiều người rất bức xúc, và đặc biệt là các tài xế đường dài. Họ đã tạo ra một cuộc mà ở trên mạng gọi là cuộc bất tuân dân sự, đó là trả phí, thu phí bằng tiền lẻ, khiến cho thời gian qua trạm mất rất nhiều thời gian và gây tắc đường. Và chính điều này bắt buộc trạm thu phí phải xả phí, phải xả phí. Tuy nhiên thì không biết cuộc đấu tranh này sẽ đưa đến kết quả nào. Kết quả là sẽ thỏa hiệp, tức là họ sẽ giảm phí và người dân sẽ chấp nhận, hay là họ sẽ buộc phải rời trạm thu phí vào trong đường tránh quốc lộ 1A. Đây rồi, tôi đã nhìn thấy trung tâm hành chính mới của huyện Tân Phú Đông đây rồi. Và hai bên là cánh đồng lúa và cánh đồng xả. Thế này mà không biết thì chắc là lại không vào đây được. Như vậy là trung tâm hành chính này cách tuyến đường liên xã huyết mạch của khu vực xã đảo Tân Phú Đông, của các xã đảo thuộc Tân Phú Đông bây giờ, phải đến hơn một cây số. Ôi, một Tân Phú đất rộng mênh mông bát ngát và trụ sở to đùng. Tôi đoán không lầm rồi, trụ sở công an huyện Tân Phú Đông, trời ơi, chắc là nó phải lên tới mấy hecta quá trời ơi. Đây nữa còn sân tập bóng chuyền này rồi. Đây là cái gì đây, trường học hay sao đây? Trường học rộng thì được, trụ sở công an rộng quá để làm gì. Tại sao những cái trung tâm hành chính mới của tỉnh mới, các huyện mới khi xây thì không dồn vào một chỗ? Trời ơi, toàn nhà trụ sở chi cục thuế huyện Tân Phú Đông cũng to không kém, và đất cũng rộng không kém. Viện kiểm sát nhân dân cũng thế, cao quá, to quá. Hết rồi, đến đây là hết rồi. Có lẽ là khu hành chính này thì được xây dựng nằm trên diện tích khoảng bắt đầu là khoảng 10 hecta chăng. Đây là trụ sở của huyện ủy, ban nhân dân huyện Tân Phú Đông, còn bên đây là trụ sở gì đây tôi không rõ.
Còn đây là trụ sở của gì đấy, Hội đồng Nhân dân huyện, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Phú Đông. Wow. Đây là công trình gì? Cũng khá rộng lớn và trên một diện tích cũng bề thế. Hy vọng đó là trường học. Và như vậy hiện nay thì trung tâm hành chính của huyện Tân Phú Đông thì mới có 3 tòa nhà. Đó là trụ sở của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện và hội đồng nhân dân huyện, cũng như là hội trường, trung tâm chính trị của huyện. Và tòa nhà màu vàng bên kia là tòa nhà Viện Kiểm sát Nhân dân, còn bên này là Chi cục thuế huyện Tân Phú Đông. Và một tòa nhà nữa là Bảo hiểm xã hội cũng đang được xây. Còn cái tòa nhà ở giữa kia tôi không biết là gì. Tòa nhà đang được xây này thì hy vọng nó là trường học bởi vì nó rộng quá. Còn đây là trụ sở của Công an huyện Tân Phú Đông. Có lẽ là họ xây cả một trại tạm giam vào đây nữa hay sao, nên mới cần đất rộng thế này. Đây ạ. Ngoài các khuôn viên thì trụ sở làm việc cũng rất là hoành tráng. Đến đây thì tôi nhớ đến cuốn sách có tên gọi là Sứ Đông Dương, hồi ký của toàn quyền Đông Dương Paul Nume vào đầu thế kỷ 20 ở Việt Nam. Ông Paul Nume viết rằng khi mà ông công du đến tỉnh Vĩnh Long thì quan chức đón tiếp ông rất linh đình và họ ngỏ lời xin ông cấp tiền và cho phép họ xây trụ sở mới. Nhưng mà ông không đồng ý bởi vì ông nói rằng là cái trụ sở cũ vẫn còn rất tốt, mà họ lại muốn xây dựng trụ sở mới to hơn. Và ông nói rằng đấy là cái bệnh của quan chức ở xứ Việt Nam, xứ An Nam lúc đó là thuộc địa của Pháp. Ông nói rằng đấy không phải là bệnh của riêng quan chức tỉnh Vĩnh Long, mà bệnh của rất nhiều quan chức các tỉnh khác, các thành phố khác ở Việt Nam. Các trụ sở hành chính cũ chưa sử dụng hết công suất, vẫn còn dùng tốt thì đã đòi xây cái trụ sở mới to hơn. Và điều này thì quý vị hoàn toàn có thể tìm trên mạng để biết được các công trình trụ sở hành chính của các tỉnh đua nhau xây dựng sau khi mà tỉnh đầu tiên, người ta gọi đùa là đầu têu vụ này, đó là tỉnh Bình Dương. Họ đã đầu tư khoảng, nếu tôi nhớ không lầm, là khoảng 2.000 tỷ đồng hay là hơn 1.000 tỷ đồng gì đó để xây dựng cái trụ sở hành chính cao 20 mấy tầng ở trung tâm khu đô thị mới Bình Dương, thành phố mới Bình Dương. Nhưng mà đến bây giờ thì gần như là chưa hoạt động. Tôi mới đi về cách đây mấy tháng thì tôi thấy cái đóng cửa im lìm. Và cả cái thành phố mới Bình Dương đó vẫn gần như là hoang vắng, ngủ vùi trong quên lãng. Sau đó là đến Đà Nẵng. Đà Nẵng cũng đầu tư hình như là khoảng 1.000 đến 2.000 tỷ để xây dựng tòa tháp cao ngay bên cầu cầu quay, là trung tâm hành chính của tỉnh. Nhưng mà sau một thời gian thì đến khi ông bí thư mới lên là ông Nguyễn Xuân Anh, cái thời của ông Nguyễn Xuân Anh, thì lại xôn xao thông tin là sẽ chuyển trung tâm hành chính ra một nơi khác. Bởi vì nói rằng là làm việc ở trong đó tòa nhà bị thiết kế không đảm bảo yêu cầu, bó tay. Rồi đến Khánh Hòa nữa cũng xây dựng trụ sở mới, hành chính mới. Rồi thành phố Đà Lạt nữa cũng xây lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Rồi Thanh Hóa cũng xin xây lên tới hàng trăm tỷ đồng, và nhiều tỉnh thành khác. Và không biết là khi xây xong cái trụ sở hành chính mới như thế thì các công việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân có được thuận tiện hay không. Và một điều nữa là thành phố Hồ Chí Minh họ cũng quy hoạch mời chuyên gia nước ngoài, hình như là họ tổ chức một cuộc thi quy hoạch quốc tế. Và công ty giành được giải nhất đó là một công ty của Nhật Bản, đó là quy hoạch trung tâm hành chính mới, quy hoạch trung tâm hành chính của thành phố Hồ Chí Minh dựa trên cái cơ sở khu đất nằm giữa con đường Lê Thánh Tôn, Pasteur, Đồng Khởi và đường Lý Tự Trọng. Và lúc đó thì khu vực khu chung cư nằm ở góc Pasteur và Đồng Khởi đã bị nằm ở góc Lê Thánh Tôn và Đồng Khởi đã bị giải tỏa để cái dự án này. Nhưng mà sau đó thì cái dự án xây dựng khu hành chính ở khu đất đó lại bị hủy. Và người ta nói rằng là diện tích nhỏ hẹp quá, và nếu mà xây đấy thì sẽ tất cả cơ sở ban ngành sẽ dồn về đấy và người dân đã đến đấy làm thủ tục. Thì khu vực đó vốn đã đường nhỏ hẹp rồi, mà nếu mà xây tiếp một khu hành chính tập trung về đấy nữa thì
có nguy cơ gây là tắc đường, cho nên là cái khu hành chính đó, cái việc xây dựng khu hành chính đó đã bị hủy và đến bây giờ thì cũng chưa biết thế nào. Vậy là chúng ta đã tham quan xong khu vực trung tâm hành chính, khu vực trung tâm hành chính của huyện Tân Phú Đông. Bây giờ thì tôi lại tiếp tục đi ra đây để đi về ra bến phà về Bình Đại thôi. Rồi, có thể khẳng định xả là đặc sản của Tân Phú Đông. Đâu đâu cũng thấy xả. Nhưng mà hy vọng là quý vị ăn xả với món gì thì ăn. Với canh chua với lẩu thái thì anh ăn, nhưng mà đừng có ăn với thịt cầy với thịt chó đấy nhé. Tốt nhất là không nên ăn thịt cầy, đúng không ạ? Bởi vì con cầy con chó là con vật thân thuộc với mỗi người. Ở ngoài miền Bắc và miền Trung thì người ta có thói quen ăn thịt chó, và khi ăn thịt chó thì phải có riềng và xả và lá mơ. Nhưng mà theo tôi nghĩ rằng, hy vọng là Tân Phú Đông có đặc sản xả thì sẽ không bao giờ phải dùng vào với cái món thịt chó thịt cầy ấy. Mặc dù hiện nay đi miền Tây thì tôi đã thấy xuất hiện lác đác ở nhiều tỉnh đã có những cái quán thịt chó thịt cầy rồi. À, chợ Cá Thu đây rồi. Vậy là cái bài hát của nhạc sĩ Tôn Thất Lập sáng tác có câu là: về nông trường Phú Đông sóng rì rào ca hát tình yêu em dạt dào, đi qua cầu Cá Thu nhìn dòng sông bối rối, thì chắc chắn là viết về nông trường Phú Đông ở xã Phú Đông. Đây, Tân Phú Đông đây rồi. Tôi phải quay lại để tôi chụp cái ảnh câu có chữ chợ Cá Thu mới được. Ôi, đàn trường vẫn về đây này. Rồi, Cá Thu. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là tôi đã bắt gặp được cây cầu Cá Thu. Một cây cầu nhỏ nhỏ thôi và cũng vừa phải thôi, chứ không đẹp quá đẹp đẽ và xinh xắn. Nhưng mà cây cầu này đã xuất hiện trong bài hát. Bây giờ thì tự nhiên tôi không nhớ tên, nhưng mà tôi có nhớ một đoạn ở trong bài hát đó. Đó là bài hát của nhạc sĩ Tôn Thất Lập, được sáng tác vào những năm 1980-1990. Và sau này tôi khi mà tôi còn bé thì tôi được nghe ca sĩ Bảo Yến hát qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Có những câu là: về nông trường Phú Đông sóng rì rào ca hát tình yêu em dạt dào, đi qua cầu Cá Thu nhìn dòng sông bối rối, lung linh chùm hoa trắng bỗng nhớ em cuối trời, ba lô nặng trên vai con tim về tương lai. Đây đây là cây cầu Cá Thu, là cảm hứng cho nhạc sĩ Tôn Thất Lập sáng tác bài hát, xuất hiện trong bài hát đó. Và đây, nhìn dòng sông bối rối là dòng sông này đây. Và chắc chắn là nhạc sĩ Tôn Thất Lập sáng tác bài hát đó để nói về phong trào đi xây dựng ở vùng kinh tế mới, tôi đoán như vậy. Khi mà tôi tìm thông tin về cầu Cá Thu ở trên mạng thì gần như là chẳng có thông tin gì cả. Không biết là Phú Đông ở đâu. Và rất may là sau khi mà gõ thông tin, đây có cả chợ Cá Thu một này, gõ thông tin ở trên Google để tìm thì từ cái từ khóa là về nông trường Phú Đông thì nó dẫn tới thông tin là huyện Tân Phú Đông mới được thành lập. Và điều đó khiến cho tôi tò mò, và đó cũng chính là lý do để hôm nay tôi đi gọi là cưỡi ngựa xem hoa đi tham quan huyện Tân Phú Đông, huyện mới được thành lập của tỉnh Tiền Giang, một nằm trên một cù lao giữa sông Tiền, giữa Cửa Tiểu và Cửa Đại. Và thật là bất ngờ, tôi đã được gặp cây cầu Cá Thu, một cây cầu xuất hiện ở trong bài hát của nhạc sĩ Tôn Thất Lập.
nơi đều thấy xả. Huyện Tân Phú Đông chắc là một mệnh danh là huyện xả quá. Cầu Bà Lắm. Quý vị có thể tìm bài hát đó, bài hát của nhạc sĩ Tôn Thất Lập qua giọng hát của ca sĩ nổi tiếng Nhã Phương ở trên YouTube. Quý vị chỉ cần gõ từ khóa là Về Nông Trường Phú Đông, sóng dì dào ca hát, tình yêu em dạt dào. Bài hát này viết về cuộc sống của những người đi xây dựng vùng thêm mới, của những thanh niên xung phong. Không phải là những bài hát về sướt mướt, thất tình, não nề, là tình yêu đôi lứa, nhưng mà nghe xúc động bởi ca từ êm dịu, ca từ ngọt ngào và cái giai điệu rất là êm dịu, quyến rũ. Và đặc biệt lại qua dòng ca của ca sĩ Bảo Yến nữa. Về nông trường Phú Đông, sóng dì dào ca hát, tình yêu em dạt dào. Đi qua cầu Cà Tu, nhìn dòng sông bối rối, lung linh chùm hoa trắng, bỗng nhớ em cuối trời. Rồi phải vào thăm rồi. Chị ơi, cho hỏi là bây giờ đi sang bên Bình Đại thì đi thẳng hay là về bên phà này? À, chiếc phà này không phải hả? À, rồi cảm ơn chị nha. Nhãn bao nhiêu tiền một ký? Trời ơi, thôi rồi, lấy một đấy đi. Nhãn gì, nhãn xuồng hay nhãn da bò? Thôi lấy một chùm thôi. Bao nhiêu? 4 chục. Còn 1 ký đấy hả? Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang trên con đường để đi ra bến phà Bình Tân để đi sang Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Và quý vị đã thấy là một bên là các vuông nuôi tôm công nghiệp của người dân và những cái rễ được trồng xả đặc sản của huyện Tân Phú Đông. Và theo người dân ở đây cho biết thì hiện nay giá xả chỉ từ 2.000 đồng đến 3.000 đồng một ký mà thôi. Tuy nhiên thì cây xả có lẽ cũng là cây kinh tế cho bà con ở Tân Phú Đông, bởi vì là tôi thấy ở các con đường ở Tân Phú Đông thì đều được trồng xả, cũng như là nhiều khu ruộng trồng xả, chuyên canh trồng xả. Hay chắc là phải vài năm nữa thì cái con đường này thì mới được mở rộng, nâng cấp. Hiện nay thì nó chỉ dành cho một làn xe và được trải đá cấp phối thôi. Chiều dài của huyện Tân Phú Đông thì tôi ước tính có lẽ là chỉ khoảng 10 km. Còn chiều rộng là cái chiều mà từ bến phà Tân Phú Đông để và đi sang phà Bình Tân ấy, thì tôi ước tính chắc khoảng 5 km là cùng. Đấy là tôi đang tính đường chim, đường xe chạy. Còn đường chim bay thì có lẽ là nó chỉ khoảng 2-3 km chắc. Ôi, còn xa phết đấy, bao giờ mới tới đây được. Chắc là phải 5-10 năm nữa nếu mà tình hình đầu tư cho kết cấu hạ tầng được tốt thì những cái con đường, những cái công trình công cộng của huyện Tân Phú Đông có lẽ là mới mang một bộ mặt rõ rệt, một hình hài rõ rệt, như là đường này, rồi hệ thống điện, hệ thống trường học, rồi các cơ quan công sở. Nhưng mà cần nhất là đường giao thông.
giao thông thì có lẽ là người dân mong chờ nhất là một trục đường là xuyên dọc đảo và một trục đường xuyên ngang đảo phải được hoàn thành. Xuyên ngang huyện đảo, xuyên dọc huyện đảo được hoàn thành. Ít nhất là phải có 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Tức là phải đạt tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, nền đường 12m và mặt đường 11m. Vẫn chưa thấy. Như vậy là ở huyện Cù Lao, huyện đảo nằm giữa sông Tiền này thì đương nhiên có thế mạnh về thủy sản, hải sản rồi. Và họ còn có một cái cây đặc sản như tôi vừa giới thiệu, đó là cây sả. Sả vết đây nhỉ, vẫn chưa chưa đến bến phà Bình Tân để đi sang vượt sông Tiền. Đoạn chảy ra cửa Đại để đi sang huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. À, hình như kia rồi, bến phà Bình Tân kia rồi. Đây rồi, chúng ta đã đến bến phà Bình Tân. Cửa Đại, bến phà Bình Tân, cửa Đại. Tôi không biết bến phà lại có chạy cả đêm không. Chúng vắng vẻ quá. Đã đến rồi.